Xin chào các bạn, thì nay bên mình sẽ giới thiệu đến các bạn mẫu sản phẩm đây là máy ngâm chân, massage chân, chậu điện tại chuyên dùng tại trong spa cũng như trong cá nhân. Đây là bên ngoài của hộp máy và đây mình đã khui máy ra. Đây, đấy, máy có sản xuất có màu nâu nhé. Đấy, và có phím điều khiển. Đây là máy, thì các bạn chỉ việc đổ nước vào đây này. Đấy, các bạn đổ nước vào đây. Sau đó thì các bạn có thể là đổ nước tất cả dòng nước như là nước lạnh hoặc nước ấm được. Thì máy này có cả tính năng làm ấm nước. Thì khi các bạn đổ nước rồi thì các bạn có thể cho một số các sản phẩm ngâm chân, thuốc ngâm chân. Ví dụ như bên mình có cũng cả thuốc ngâm chân nhé. Ở đấy, đây là thuốc ngâm chân thì các bạn chỉ cần bóc và đổ đây và vào đây. Sau đó các bạn bật núm. Thì trên màn hình sẽ gồm có 3 chế độ. Đầu tiên là tắt này. Bật chế độ làm ấm này. Tiếp đến là sủi này, sủi oxy này. Tiếp đến là vừa sủi vừa làm ấm này. Đấy. Thì chúng ta cần bật này. Thường thì đấy, khi các bạn bật này thì đèn đỏ đã sáng lên thì bắt đầu máy đang làm ấm, chế độ ấm vừa. Đấy. Ấm vừa. Để cho nước, ví dụ như chúng ta đổ nước lạnh thì máy cũng có thể làm ấm nước cho chúng ta được. Đấy. Tiếp đến là các bạn vặn tiếp thì nó sẽ sủi, trong này sẽ sủi ra để sủi oxy, để cho tinh chất nó có thể thẩm thấu nhanh, nó có thể hòa tan nhanh này. Đấy. Đấy. Tiếp đến là các bạn có thể tăng lên. Tăng lên thì đây là vừa sủi oxy vừa tăng nhiệt độ, nó sẽ cao lên một chút, nước nó sẽ làm nhanh hơn. Đấy, thì các bạn có thể dùng chế độ này. Chúng ta massage, chúng ta lăn tay lăn chân, ngâm chân, luôn. Đấy, máy nó làm nước ấm dần. Thì bạn đấy, khi dùng xong thì các bạn sẽ đổ đi bằng cách ở dưới đây, nó sẽ có nút tháo nhé, cái xuống của máy đây nhé, bạn cần hạ xuống thì nước sẽ chảy ra. Đấy. Còn không dùng nữa thì chúng ta phải tắt đi. Đấy, muốn vậy thôi.